Cô chào mừng tất cả các con đã đến với mỹ thuật lớp 5, chủ đề 6, chú bộ đội của chúng em. Đến với tiết học này, các con cần phải chuẩn bị sách giáo khoa, giấy vẽ, màu vẽ, bút chì, tẩy. Giờ để tiết học của chúng ta trở nên sôi nổi hơn, cô trò chúng mình sẽ cùng nhau vào phần khởi động với phần chơi câu đố sau đây. Các con hãy cùng quan sát và chú ý lắng nghe nhé. Thứ nhất, ai nơi hải đảo biên cương diệt thù giữ nước coi thường khó khăn là bộ đội gì? Chúng mình sẽ cùng suy nghĩ 10 giây và trả lời cô. À, đó chính là bộ đội hải quân. Câu đố thứ hai, canh vùng biên giới dũng cảm hy sinh để nước chúng mình hòa bình độc lập là bộ đội gì? Chúng mình lại cùng nhau tiếp tục suy nghĩ. À, đó chính là bộ đội biên phòng. Chúng ta sẽ đến với câu đố thứ ba và cũng là câu đố cuối cùng của cô. Chú bay trên cao, canh giữ bầu trời. Chú bộ đội ơi, cháu yêu chú lắm. Là bộ đội gì? Chính là bộ đội không quân. Các con ạ, khi nói về hình ảnh chú bộ đội, chúng ta thường nghĩ ngay đến những chiến sĩ anh hùng trong công cuộc giữ gìn và bảo vệ Tổ quốc, sẵn sàng hy sinh để đem lại cuộc sống yên bình cho nhân dân, kể cả trong chiến tranh lẫn trong thời bình. Đây cũng chính là nội dung chính ngày hôm nay cô muốn các con chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu với chủ đề Chú bộ đội của chúng em tiết 1. Và ở nội dung này, các con cần phải nhận biết được những yêu cầu cần đạt như sau. Thứ nhất, biết được một số hoạt động cơ bản của bộ đội và đặc điểm về trang phục của một số quân chủng trong quân đội nhân dân Việt Nam. Thứ hai, các con biết vẽ được một bức tranh thể hiện về hình ảnh chú bộ đội theo ý thích. Thứ ba, các con biết giới thiệu, nhận xét và nêu được cảm nhận của mình về sản phẩm. Giờ cô trò chúng mình sẽ cùng nhau vào hoạt động thứ nhất, khám phá. Các con hãy cùng nhau quan sát một số các hình ảnh sau đây và sẽ cùng nhau thảo luận cho cô một số những câu hỏi sau. Thứ nhất, các chú bộ đội trong hình thuộc quân chủng nào? Trang phục của các chú như thế nào? Các chú bộ đội đang làm những công việc gì ở đâu? Chú bộ đội có những hoạt động gì trong đời sống hàng ngày? Con còn biết chú bộ đội làm những công việc gì khác để giúp nhân dân và các cháu thiếu nhi? Chúng mình sẽ cùng nhau suy nghĩ và trả lời cô. À, qua quan sát, cho ta thấy các chú bộ đội trong hình thuộc quân chủng hải quân, lục quân, không quân và bộ đội biên phòng. Các con ạ, mỗi một quân chủng đều có những đặc điểm trang phục khác nhau. Màu chủ đạo của bộ đội lục quân là màu xanh lá cây, không quân là màu xanh da trời, hải quân là màu trắng. Và nhiệm vụ của mỗi một quân chủng đều khác nhau. Nhiệm vụ của bộ đội hải quân là canh giữ vùng biển, bộ đội không quân là canh giữ vùng trời, bộ đội lục quân là canh giữ vùng đất liền, còn bộ đội biên phòng thì canh giữ vùng biên giới. Và chúng ta thấy ngoài nhiệm vụ của các chú ra thì các chú còn có rất là nhiều các hoạt động khác như là luyện tập bắn súng, tập võ thuật, tập đội hình, đội ngũ trên thao trường, hành quân, đi tuần tra và nhiều các hoạt động khác nữa. Và không những vậy, các chú còn biết giúp nhân dân gặt lúa, đào mương, làm nhà, khám chữa bệnh và giúp những người dân vùng lũ. Và còn nhiều việc làm có ý nghĩa khác nữa đấy các con. Còn đối với các em nhỏ thì các chú còn giúp các em học hát hay là rất là nhiều các hoạt động khác có liên quan đến thiếu nhi. Bây giờ chúng mình lại cùng nhau quan sát tiếp một số các bức tranh sau đây và cho cô biết con thấy có những hình ảnh gì trong bức tranh. Hình ảnh nào là hình ảnh chính? Hình ảnh nào là hình ảnh phụ? À, chúng mình thấy các bức tranh nói về hình ảnh chú bộ đội
hình ảnh chính là các chú bộ đội với người dân và các em nhỏ. Còn hình ảnh phụ là bầu trời, biển, những đám mây, cỏ cây hoa lá, ông mặt trời, nhà cửa và không gian xung quanh. Vậy, các bức tranh thể hiện nội dung gì? À, bức tranh thứ nhất thể hiện nội dung bộ đội giúp dân vượt lũ. Bức tranh thứ hai là hình ảnh các em nhỏ thể hiện tình cảm của mình đối với chú bộ đội. Bức tranh thứ ba là chú bộ đội đang tập bắn. Và bức tranh cuối cùng là chân dung cô bộ đội. Tiếp theo, các con thấy các bức tranh được thể hiện bằng chất liệu gì? Và chúng có đặc điểm gì giống và khác nhau? À đúng rồi đó các con ạ. Các bức tranh trên đều được thể hiện bằng chất liệu như vẽ, xé dán, mít đất nặn và một số các chất liệu tìm được như bìa cứng, ni lông. Chúng có đặc điểm giống nhau là cùng diễn tả về cùng một chủ đề, chú bộ đội của chúng em. Và chúng khác nhau về nội dung, về hình ảnh, về màu sắc, về chất liệu. Vậy, để các con hôm nay có thể thể hiện được một trong những nội dung đó, cô và trò chúng mình sẽ cùng nhau chuyển sang hoạt động 2, kiến tạo kiến thức kỹ năng. Ở hoạt động này, các con hãy lưu ý lựa chọn nội dung hoạt động theo ý thích và chúng mình sẽ thực hiện theo các bước như sau. Bước 1. Vẽ hình ảnh chính. Ở bước này, các con chú ý vẽ hình ảnh chính sao cho rõ ràng, sắp xếp vừa cân đối với khuôn khổ giấy. Bước 2. Vẽ hình ảnh phụ. Ở bước này, các con hãy vẽ hình ảnh phụ sao cho phù hợp với nội dung, cho bức tranh thêm sinh động. Bước 3. Vẽ màu. Ở bước này, các con lưu ý sử dụng màu sắc sao cho hình ảnh chính trong tranh được nổi bật. Giờ để các con rõ hơn, các con hãy cùng nhau theo dõi xem cô thực hiện các bước như thế nào nhé.
Các con vừa được quan sát cô thực hiện các bước. Giờ chúng mình sẽ cùng nhau tham khảo các bài sau đây để phát triển thêm ý tưởng cho bài làm của mình nhé. Vừa rồi các con đã được quan sát các bài tham khảo và đã nắm được các bước thực hiện. Giờ cô trò mình sẽ cùng nhau chuyển sang hoạt động 3, luyện tập thực hành. Ở hoạt động này, các con hãy lựa chọn nội dung hoạt động của chú bộ đội để vẽ được một bức tranh theo chủ đề chú bộ đội của em theo ý thích. Và các con nhớ sau khi vẽ xong, hãy giới thiệu chia sẻ với những người thân yêu trong gia đình và bạn bè theo gợi ý sau đây của cô nhé. Thứ nhất, hình ảnh. Thứ hai, màu sắc. Thứ ba, bố cục. Bức tranh của con có những hình ảnh gì? Hình ảnh nào là hình ảnh chính? Hình ảnh nào là hình ảnh phụ? Con đã thể hiện màu sắc như thế nào? Con hãy chia sẻ cách thực hiện bài làm của mình. Và qua bài học ngày hôm nay, cô mong rằng các con sẽ biết thể hiện sự yêu quý của mình thông qua các bức tranh vẽ về chú bộ đội. Và các con hiểu được những ý nghĩa to lớn lịch sử của ngày lễ 22 tháng 12, đó là những ngày tôn vinh những người chiến sĩ anh hùng trong công cuộc giữ gìn và bảo vệ Tổ quốc. Sau tiết học này, các con hãy chuẩn bị cho cô một số các vật liệu tìm được để chúng ta sẽ chuẩn bị cho tiết học sau. Tiết học của cô hôm nay đến đây là kết thúc rồi. Cô xin chào và hẹn gặp lại các con.